Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay, cùng với cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do mang lại, doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ MSME tại Việt Nam đang có xu hướng chuyển dịch kinh doanh truyền thống sang thương mại điện tử. Vì thế, thương mại điện tử xuyên biên giới trở thành kênh xuất khẩu hàng hóa quan trọng, mở rộng thị trường tiêu thụ cho hàng hóa Việt Nam. Trong 5 năm qua, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam tăng lên nhanh chóng. Năm 2023, Việt Nam đã chứng kiến bước phát triển đầy tự hào của thương mại điện tử. Số liệu từ báo cáo của Amazon Global Selling Việt Nam cho thấy, hơn 17 triệu sản phẩm của doanh nghiệp Việt đã được xuất khẩu, tăng 50% về giá trị và tăng 40% về số lượng đối tác bán hàng. Những con số này là minh chứng rõ nét cho tiềm năng to lớn và sự nỗ lực không ngừng của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc tận dụng nền tảng số để mở rộng thị trường quốc tế. Thương mại từ xuyên biên giới cũng có phát triển. Đó. Có thể là cái tốc độ tăng trưởng đâu đó cao hơn một chút so với thương mại từ nội địa. Nhưng về quy mô thị trường về thương mại từ xuyên biên giới thì hiện nay còn khá nhỏ. Và đó cũng chính là cái cơ hội để cho các doanh nghiệp Việt Nam mình có thể xuất khẩu xuyên biên giới trong thời gian tới. Chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng là doanh nghiệp Việt Nam chúng ta có rất nhiều các cái cơ hội. Đó, cái việc mà tiếp cận với lại các cái đối tác nước ngoài thông qua các cái nền tảng số trung gian để làm sao đó chúng ta có thể giao thương, bán hàng tốt hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ tại Việt Nam hiện đang gặp nhiều khó khăn, thách thức trong việc tiếp cận, triển khai ứng dụng thương mại điện tử xuyên biên giới như hạn chế về kiến thức và kỹ năng số, năng lực cạnh tranh chưa cao, thiếu thông tin thị trường và các vấn đề khó khăn liên quan đến rào cản pháp lý, thuế quan, logistics, thanh toán. Tại Diễn đàn Kết nối và Phát triển Thương mại Điện tử 2024 với chủ đề Thương mại Điện tử xuyên biên giới, cơ hội xuất khẩu cho sản phẩm Việt, đại diện Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đã cung cấp thông tin cụ thể về các chính sách, định hướng và giải pháp hỗ trợ của Chính phủ để thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới. Đồng thời, tại đây, các chuyên gia cũng đã cung cấp thông tin toàn cảnh thị trường thương mại điện tử Việt Nam và quốc tế, giới thiệu các mô hình, giải pháp, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế hỗ trợ MSME tại Việt Nam thúc đẩy xuất khẩu trực tuyến. Chúng tôi thì là một trong những đơn vị sản xuất và doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Chúng tôi đã kinh doanh trên sàn thương mại điện tử trong vòng 8 năm và chủ yếu tập trung vào thị trường trong nước. Tuy nhiên trong vòng năm 2024 và năm 2025, chúng tôi muốn đẩy mạnh hơn các sản phẩm của chúng tôi trên các sàn thương mại điện tử trên thế giới và xuyên biên giới. Tuy nhiên thì chúng tôi rất là khó khăn trong cái việc xử lý làm sao để các cái pháp lý nó được xuất khẩu đi sang các nước khác. Cho nên là Bộ Công Thương sẽ là đơn vị giúp đỡ chúng tôi, cung cấp cho chúng tôi các cái pháp lý đầy đủ để làm sao chúng tôi đủ điều kiện để có thể xuất khẩu sang các nước mà chúng tôi muốn hướng tới. Hiện tại thì chúng tôi cũng đã có nhận được những sự kết nối của Bộ Công Thương, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan đến hồ sơ, giấy pháp lý. Trong khuôn khổ diễn đàn, đại diện các đơn vị đã ký biên bản ghi nhớ MOU cam kết đồng hành thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới, hỗ trợ doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ của Việt Nam tìm kiếm cơ hội xuất khẩu trực tuyến, đưa hàng Việt hiện diện nhiều hơn tại thị trường quốc tế. Bên lề diễn đàn còn có 50 gian hàng tham gia triển lãm, trong đó nhiều gian hàng đến từ các nước khu vực châu Á và gian hàng của các doanh nghiệp trong nước. Triển lãm này nhằm tạo cơ hội kết nối giao thương, giúp doanh nghiệp trong nước tìm kiếm cơ hội kinh doanh, thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài với nhà cung cấp quốc tế cũng như đối tác logistics, nền tảng thương mại điện tử và doanh nghiệp trong ngành.